Hello, chào mừng các bạn đã đến với Di Động Nhật Nam nhé Hôm nay thì để cho anh em có động lực hơn để theo dõi kênh Di Động Nhật Nam Và cảm ơn anh em đã luôn yêu mến ủng hộ tương tác với mình trong nhiều năm qua Hôm nay mình sẽ tiếp tục lại lên một combo Và vẫn là sạc tai nghe cũng như là sạc dự phòng Tuy nhiên combo này nó có tai nghe Airbot 3 hổ vằn Và combo này cũng có một mức giá nó cao hơn những combo trước một chút thôi Nhưng combo này cũng bao gồm 4 món mà giá thì chỉ có 750 rưỡi thì đặc điểm của mua combo là anh em sẽ phải chuyển khoản hết cho mình Và cho mình địa chỉ mình sim tận nơi nhá Thì à, chắc chắn là anh em cũng không ngại ngùng vấn đề mà chuyển tiền cho mình à, 750 đâu Vì à, mình phát triển và bán hàng cũng nhiều năm rồi Cũng 6 năm trên kênh Youtube Di Động Nhật Nam này rồi à, Đủ uy tín rồi đúng không Đấy và anh em nào chưa tin tưởng thì chúng ta theo dõi thêm rồi sau này chúng ta mua sau nhé Còn những anh em đã tin tưởng rồi đã là khách hàng quen của Di Động Nhật Nam rồi thì chúng ta nếu thấy kết cái combo này thì chúng ta có thể liên hệ Nhật Nam để chốt đơn thì cái số điện thoại và Zalo của mình sẽ là 0979782366. anh em nhắn tin vào đó và anh em chuyển khoản cho mình rồi cho mình địa chỉ cũng như số điện thoại của anh em vào Zalo đó để mình chốt đơn và anh em mua combo thì anh em vui lòng nói rõ nhé ví dụ combo này thì mình sẽ gọi tạm gọi là combo tai nghe AirPods 3 hổ vàng hay là combo bảy trăm rưỡi nha đấy à, đây sẽ là combo bảy trăm rưỡi được diễn ra vào ngày 10 tháng 5 năm 2024 đấy anh em có những cái thông tin đấy để mình biết là anh em mua combo nào đúng không đó ví dụ như là anh em bảo là hôm nay bán cho anh cái combo à, anh thấy chú uh, quay chú báo là combo uh, ngày 10 tháng 5 năm 2024 là bảy trăm rưỡi đấy thì nói như thế là di động việt nam đã biết rồi và sẽ À, gửi đúng cái combo đó cho mọi người để tránh cái tình trạng nhầm lẫn nhá. Và bây giờ mình sẽ review kỹ cái combo này để anh em thấy ok thì anh em mua. À, đầu tiên thì sẽ có cái tai nghe AirPod 3 ổ bạc. cái tai nghe này anh em không cần phải suy nghĩ nữa rồi, đây là một cái sản phẩm nghe hay, uh, chất lượng và có thời lượng pin lên đến 6 tiếng mới phải sạc nhá. Mặc dù là hàng linh kiện thôi nhưng nó sử dụng tốt cho cái dòng nhà táo rất là ok. Tức là sử dụng cho iPhone, iPad nghe là chuẩn nhá. Cái cabot 3 này thì nó sẽ là cái đầu bằng 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 nhựa cứng thôi chứ không phải là mút mềm. Đấy, mình nêu rõ để anh em biết. À, và cái combo này là bốn món. À, thứ nhất sẽ là cái tai nghe này và, và thứ hai, thứ hai là anh em sẽ có được cái uh, sạc dự phòng trong suốt phiên bản uh, 30.000 mAh. Và sạc dự phòng trong suốt này thì uh, sẽ có uh, đồng hồ báo phần trăm pin, đồng hồ báo volt và đồng hồ báo cường độ dòng điện. À, nó có tích hợp cả 4 sợi dây sạc có cả 10 cái đèn flash để chúng ta thắp sáng hoặc là đi buổi tối xoay đường rất là ok nhé à, Trên đây thì vẫn có 3 cổng thì anh em sẽ thấy hai cổng à, A USB và một cổng taxi cổng taxi này vừa out vừa in thì à, để mà xài cho cái sạc dự phòng này mà bền thì mình cũng lưu ý là anh em mua về thì pin nó sẽ báo ảo anh em sạc những lần đầu thì nó sẽ rất là nhanh hết nhưng mà năm cái lần đầu tiên khi nó hết pin anh em cứ sạc đầy cứng cho mình tức là khi sạc đầy rồi vẫn cứ cắm ở cái 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 bộ sạc nha đừng có rút ra và chúng ta cắm thêm hai tiếng 3 tiếng thậm chí 4 tiếng nữa chúng ta mới rút thì nó làm cho cái xeo pin của chúng ta nó căng hết vì đặt điểm nó là mới cho nên là cái xeo pin nó chưa có nong hết ra đó nói chung là nó chưa có căng hết á thì anh em cứ làm như thế cho mình ba lần năm lần thì sau này xài nó sẽ bền và đỡ chai pin giống như kiểu pin nokia ngày xưa nha cái này thì một số người Uh, thế hệ trước uh, 7x8x thì mình nghĩ chắc là nghe nhiều cái chuyện mà pin Nokia mua mới về phải sạc mấy lần đầu là gọi là, là 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 sạc đầy xong lại vẫn cứ sạc tiếp đấy đúng không? rồi và đây là cái món thứ hai, cái món thứ ba và cái món thứ tư thì sẽ đến từ thương hiệu Kula à, thương hiệu Kula này thì nó mới uh, nổi trên thị trường về sản xuất những cái sạc và những cái uh, uh, thiết bị uh, sạc không dây hoặc là những cái uh, À, bộ sạc rất là chất lượng có cái công nghệ gan đấy thì à, mình nói sơ một tí về công nghệ gan của củ sạc này công nghệ gan tức là công nghệ chống nóng đấy công nghệ chống làm nóng củ sạc quá cho nên là cái công nghệ gan nó rất là ok và công nghệ gan thì nó cũng cho phép là khi sạc đầy thì khi nó sẽ ngưng sạc để mà bảo vệ pin bảo vệ máy của chúng ta không bị phù bị phiếc các bạn ha đây thì cái củ này cái bộ trong cái combo này thì cái món thứ ba nó sẽ là cái củ 20w và mình thấy củ 20w của Kula thì rất là ok rồi Củ này bình thường giá nó phải sấp xỉ 200k chứ không rẻ đâu nha Độc cái củ này thôi đấy Nhưng mà mình bán theo vào combo này thật sự anh em mua combo rất hời Đấy và mua combo là phải mua hết và phải chuyển khoản hết nhá Đó Đây thì à, bên đây là nó sẽ có hai cổng ao Chúng ta sẽ có cổng ao tay si và cổng ao USB Đó thì chúng ta có thể cắm cái cổng tay si để ao ra được nhá và có sạc nhanh nên là có sạc nhanh PD 2W nên yên tâm. Đây, có đóng Kula và chân này là chân kiểu dẹp đấy chân kiểu uh, EU hay gì đó nên là cắm rất thuận tiện ổ nào chúng ta cũng cắm được nhá và hàng là hàng chính hãng Kula đó đây là cái món thứ ba là cái củ sạc 20W chính hãng Kula và đến cái món thứ tư cũng là cái món cuối cùng trong cái combo này là một sợi dây sạc chính hãng của Kula luôn đây có đóng Kula các cái đầu này đây đây để mình tìm cái chữ đây có đóng cu la ở đây và cái cái dây sạc này thì mình nhìn thấy rất là cute và rất là tin nói chung khá đẹp nha nói chung cực kỳ đẹp đấy nó sẽ là cổng in usb và cổng out là lightning sạc cho iphone như vậy cái combo này nó sẽ thiên về dòng táo đúng không combo này thiên về sử uh, cho những anh em sử dụng iphone nha ok đấy hai đầu đều đóng cu la và cáp này anh em thấy này nó rất là bền và nhìn nó rất là chắc chắn đi chứ còn bền hay không thì phải xài mới biết đúng không đó và món thứ tư là cái sợi cáp này như vậy một cái combo cực kỳ xịn sò chất lượng như thế số lượng thì chắc chắn không có nhiều mình có vài combo thôi của công ty tài trợ nhá cho nên là mình bán cho anh em như vậy thôi và anh em nào cần thì chúng ta liên hệ ngay để chúng ta chốt mình xin nhắc lại một lần nữa số điện thoại cũng như số zalo hotline của mình là 0979782366 nha anh em nào cần thì liên hệ cho mình luôn và chuyển khoản cho mình và sau đó cho mình địa chỉ để mình ship nhé rồi cảm ơn mọi người đã luôn yêu mến ủng hộ di động nhật nam một lần nữa thì à à hy vọng rằng các bạn mới xem kênh có thể đăng ký kênh để ủng hộ mình và like chia sẻ video cho nhiều người cùng xem ai cần cái combo này thì chúng ta liên hệ đến nhật nam nhé